Và xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Long Vibe. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách gắn cái cùm tăng tốc mình mới về, hàng CNC rất là đẹp mắt, mới về, mới ra mắt, mình có đăng lên Facebook ấy. Và đây là khách hàng đầu tiên ở khu vực đã đến lên luôn cái cùm tăng tốc đó. Thì hôm nay mình sẽ quay lại cái clip này, từng bước làm cái cùm tăng tốc đó khi gắn lên xe. Các bạn lưu ý rằng hãy xem hết cái clip này, bởi vì có một số chỗ các bạn cần phải lưu ý thì mới gắn được đó. Và nếu như các bạn bỏ qua ấy, thì mình nghĩ rằng đến đoạn đấy các bạn sẽ khó làm đấy. Rồi, trước khi gắn vào ấy, thì mình sẽ giới thiệu qua cái cùm tăng tốc này một chút. Cái cùm này nó hoàn toàn là bằng nhôm tiện CNC các bạn nhé. Thì nó khác với cùm Domino đó, toàn bộ là nhôm hết đấy. Các bạn có thể thấy nó có hai miếng nhôm, có đầy đủ ốc. Bên này là bên tay vặn ga này. Các bạn có thể lưu ý là cái bên tay vặn ga đấy nó đã cải tiến rồi, nó có 3 lỗ 4 lỗ để chúng ta có thể điều chỉnh cái dây ga của các bạn. Nó giảm ngắn cái hành trình của các bạn ấy, thì các bạn muốn ở nấc nào hoặc là nó vừa nấc nào các bạn có thể gắn được đấy. Và tiếp theo là bên tay lắm. Ở đây thì cái sẽ có một cái dây ga này, dây kéo ga và cục ga. Cái cục ga này thì đợt này mình về hàng rất là nhẹ luôn, thì các bạn có thể vặn lên ấy, nó không khác gì cái tay zin của các bạn luôn. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu vào lắp ráp cái bộ này lên xe luôn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu tìm vị trí để cho cái cục ga nó được gọn gàng và nó không bị vướng vào đâu hết. Thì cái cục ga chúng ta bắt buộc phải để trên đầu xe. Cái dây cái xe này độ cũng nhiều đèn và dây nó hơi nhì nhằng chút. Đó, bây giờ mình sẽ bắt đầu tìm chỗ để. Thì cái cục ga này thì cũng chỉ có để sau cái cục đổi nguồn thôi. Mình sẽ bấm thử xem là nó ở đâu nó vừa và nó không bị vướng, vì khi chúng ta vặn ấy, cái vòng quay của nó sẽ quay ở trong đấy. Nếu như trường hợp nó vướng vào một cái gì đấy thì nó sẽ ảnh hưởng khi chúng ta vặn ga, nó sẽ bị kẹt. Rồi, những một số bạn ấy thì có hỏi mình là thứ cùm tăng tốc này thì độ vào nó có tác dụng gì, thì mình sẽ cho các bạn thấy cái tác dụng của nó. Đầu tiên thì nó sẽ là, thứ nhất nó làm đẹp, và thứ hai là nó giảm hành cái hành trình ga để nó vặn cái
cái khoảng cách vận tay ga của bạn nó ngắn đi một chút, và cũng rất là nhiều bạn ấy thì muốn độ bao tay vào đây, các bạn thấy này đấy, khi các bạn độ bao tay vào thì nó bị hỏng và bắt buộc các bạn phải cúng băng keo, nhìn trong nó chẳng ra cái gì cả. Đấy, các bạn nhìn đây cùng mình này, nó rất là đẹp, nhôm CNC và nhìn nó độc mặt nạ. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình ráp nó lại. Đấy, một bộ của nó trong đây thì có ốc đi kèm. Đó, có hai con ốc dài này, chúng ta chốt cái hai cái thanh nhôm kia lại. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải vặn cái dây co, dây kéo ga vào. Rồi, chỗ này mình đoạn này mình làm mẫu nhé, thì các bạn cho vào cái lớp ở trên cùng ấy, và sau đó là đặt đúng cái dây kéo ga vào cái khe của nó, vào cái rãnh của nó ấy, thì là khi chúng ta vặn ga ấy thì nó mới cố định được đó. Nhưng mà trước khi các bạn gắn vào ấy thì các bạn phải xỏ cái dây qua cái cùm, có cái một cái miếng nhôm này này đấy, các bạn thấy này, ở trên ngay trên đầu cái dây ga ấy nó có một cái ren rồi, thì các bạn có thể vặn vào thôi. Các bạn lưu ý là vặn làm sao cho nó đúng chiều nhé. Đấy, sau khi vặn xong bắt đầu mình sẽ đặt cái tay nắm, tay vặn ga vào. À, con ốc này để các bạn siết lên nhé, siết để cho nó cố định cái dây ga, nó không bị nỏng ra. Các bạn cứ nhìn là làm theo cái clip này của mình ấy thì làm các bạn sẽ thành công. Đó, sau đó các bạn gắn lên xe. Rồi, ở đây có một chút vấn đề các bạn có thể xem. Khi mình bắt cái cùm tăng tốc vào ấy thì cái ghi đông nó nhỏ hơn một chút, nó sẽ bị lỏng. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy mình siết hai lỗ bên trên rồi nhưng nó vẫn lỏng ra. Và bây giờ mình bắt buộc mình sẽ phải khoan một cái lỗ ở bên dưới và mình sẽ chốt ốc vào xuyên qua cái cùm đấy và vào cái ghi đông để cho nó cố định lại. Rồi, ở đây thì mình đã khoan một lỗ. Đây, các bạn có thể thấy này, một cái lỗ mình khoan, và bây giờ mình sẽ bắt một con vít tự khoan ấy, hoặc là có thể nói là vít bắn sắt, mình sẽ bắn xuyên qua đó và vào cái ghi đông. Cái ghi đông epoxy này thì nó là bằng nhôm, rất dễ là bắn thôi, mình sẽ bắn xuyên vào cái ghi đông luôn. Đấy, các bạn nhìn con ốc của mình đây. Rồi, sau khi đã cố định xong thì bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy bên trong này. Các bạn có thể nhìn thấy con ốc đó. Mình đang có con ốc đấy thì cái bộ này của nó sẽ không có sẵn, mà mình mới lắp cho con ốc vào để nó hãm cái vòng quay của cái tay nắm này. Khi chúng ta không có ốc đấy thì cái tay nắm này các bạn có thể tua ngược nó lại, và nó cái dây sẽ khiến cái dây ga nó bị trùng lại. Đến lúc chúng ta muốn vặn ga đi thì nó sẽ mất một quãng để chúng ta vặn, thì cái ga nó lại căng ra được. Nên là mình đã bắt con ốc vào đó và mình hãm cái vòng tay ga này lại. Như vậy là đã hoàn thiện xong một cái bộ, nó khá là đơn giản. Và các bạn có thể thấy này, cái chỗ mình chỉ đấy, đó, chỗ này là mình đang chỉnh cái vỏ của cái
dây kéo ga ấy, làm sao cho nó căng cái dây ga ra một chút. Khi chúng ta lưới dài ra thì cái dây ga nó sẽ căng và chúng ta vặn nó sẽ cảm giác nó thật hơn, nó không bị trùng dây ga nữa. Để quay đó, các bạn thấy cái khi mình chỉnh đấy thì cái vòng quay của cái cục ga ấy nó có hơi nhúc nhích, nó sẽ kéo vào, kéo cái vòng ga vào. Rồi, như vậy là mình đã gắn hoàn thiện xong cái bộ cùm tăng tốc vào trên con xe của X-Men. Còn đây con xe này đầu tiên của cái cùm CNC này, mới về phát được khách hàng biết và đã tới gắn luôn. Như vậy đã hoàn thiện, đó mình đi dây lên trên, vòng lên trên. Đó, cục ga thì mình để đằng sau, rất là kín và không bị vướng một cái gì hết. Dây ga thì mình đã cắm vào dây ga zin ở trên xe. Có thể là màu dây nó khác ấy, thì các bạn sẽ phải đổi lại màu dây, nó tùy từ từng xe. Như vậy là mình đã kết thúc cái clip hướng dẫn độ lên độ cùng tăng tốc lên con xe điện. Và bây giờ mình sẽ quá trình test xe. Đây là chủ của chiếc xe này, con xe rất là hầm hố luôn, nhìn quá khủng khiếp.